này hay quá, thằng này top 1 thì hay quá luôn đấy. Top 1 luôn. Tỉ mỉ vãi đái. Là có nghĩa là em lại sẽ đéo sợ thằng nào hết. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. Một năm giây tăng 25 tốc độ. Nhưng mà hai kiếm mới xấu quá. Anh ưu tiên lấy 2 sao hơn em ạ. Một tiền nó không giải quyết gì ấy. Nếu mà lên 2 thì đép ngon luôn đấy. Mấy con này lên 2 đép ngon luôn. Chỗ này đánh Senna hiểm họa thôi. Đấy, ưu tiên lên 2 sao hơn. 2 sao đép ngon. Mỗi con một tí này. Khó thế. Con này ngày nào cũng ăn phở xịn thế. Nhất em rồi đấy. Ngày nào cũng ăn phở luôn mà. Ăn gì mà nhiều anh em ơi. Mấy nhà này ghép Hồng Đao họ đánh ấy anh em ạ. Hồng Đao bây giờ họ đánh quân cảnh laser ấy. Hesa chỉ một nhà thôi, bên này nó xoay bài mà, chúng nó không phọc đâu. Kiểu gì tụi nó cũng xoay bài à, không phải lo. Không ra con ấy nào nhỉ, nó sinh viên nào nhỉ.
ra hai kiếm ấy, chứ không trận này mình đánh Liberlang với cả con đấy cũng ngon. Liberlang với cả con này ngon. Bên này đéo ai có chuỗi nhỉ anh em nhỉ? Cay chua Draven về ấy luôn. Gì đấy? Vãi lì, nó ra chiêu trước kìa, xàm chưa? Mẹ nó vào URF nó ra chiêu trước kìa. Bài thằng này cũng đẹp anh em ạ. Ra mẹ hai con gì nhỉ? Hai con Zoe rồi, có ấn siêu lừa hai Liberlang luôn. Có đấy. Vì khỏe với đấy. Con chim via thì ngon, cháu con chim via nào. Cố nhặt thêm cái dấp lửa này, xong con 6 kiếm 2 sao đẹp. À, bên này 2 luôn à. Bài đẹp chưa? Ui. Vẽ được cả bùa xanh với quỷ thư luôn. Nãy có đúng 2 mảnh, có một cái mảnh giọt nước với cả một mảnh gậy anh em ạ. Tân quái vẽ ra được bùa xanh quỷ thư luôn. Vẽ đấy không? Nhưng mà thằng này cũng đánh Kai'Sa nhá. Mình cái này cũng đánh hiểm họa nhá. Giống thế. Mạnh quá đấy. Còn tích đầu đấy khác hẳn luôn đấy.
Lao sinh viên à? Hai thằng Zoe cũng xanh luôn, vãi cả đái. Auto vào trận này dễ auto, trận này cố gắng top 6 là đẹp. Ruby khỏe quá. Phải đều quá. Cho được con ấy hay luôn mà. Con gì nhỉ? Rambut 2 luôn mà. Ba thằng Zoe liền à? Không được, con Cho'Gath 2 là cũng được rồi, quan trọng là con này không lên 2 này, con Rammus không lên 2 này. Rammus lên 2 là ngon rồi. Này ba thằng Zoe thằng nào cũng đồ đẹp ấy. Thằng này chúng nó mạnh lắm, 4 chấm chúng nó mạnh lắm. Đấy, thằng này full 2 rồi này, full 2 lõi đẹp, đồ đẹp này. Đấy trời. Tại vì có đôi con này rồi, lấy con này luôn. Trận này nó bị khỏe quá anh em ạ. Khỏe cái đoạn này quá. Bình thường bài như này phải đép được rồi á. Kiểu là anh em mình có lõi tam hợp này, xong rồi bọn hiểm họa với Senna này là đép được rồi. Và anh em vẫn không đép được. Nào kết nhá. Còn Zoe 2, 3 nhà Zoe 2 full khung. Ba tiền là ngon không ta?
Thằng này hai biến đấy anh em ạ, hai biến ngoại đạo, hai hay ba cái đấy, có phít đồ ngoại đạo luôn, nó sắp chết mẹ rồi. Mày lìn toàn quỷ. Tương lai TFT Việt Nam là đây chứ đâu. Toàn quỷ. Chú mừng năm mới em giấu bé ba. Cảm ơn anh Giai nhiều nhá. 20% nghe tăng tốc đánh sao ấy. Tăng tốc đánh theo Sena. 6 ngoại đạo ra 4.2. Thằng này Z 3 đồ. Thần quỷ. Nó thua rồi. Chogat thì có kháng phép. Trận này khá nhiều năm phép. Tôi phải lấy cái này lấy kháng phép cho team ấy. Cái này top 5 là thành công nhưng mà cũng đi khỏe lắm luôn đấy. Trận này cố dãy thôi, tốc nào hay tốc đấy thôi. Mấy thằng Zoe thằng nào cũng xanh, kiểu bài tự ra xong rồi đồ đẹp, lõi đẹp ấy. Nên là mình muốn lấy cái lõi này để đánh nhau mấy thằng Zoe đoạn mid game này. Mà cảm giác cũng không ăn thua nhỉ, mạnh quá. Giờ là mình đấm chắc rồi, tại vì mình lấy cái lõi kháng phép này mà. Lấy cái lõi kháng phép phải để counter lobby mà. Mình check qua lobby ấy, toàn mấy thằng đánh phép nhiều ấy. Nên là đoạn này mình nghĩ là lấy cái lõi Cho'Gath này nó giúp cho mình cản được. À anh Trung à, cảm ơn anh Trung nhá. Ôi giời, tưởng ai. Trung, em chúc anh Trung đạt được mọi điều anh Trung mong muốn nhá. Anh Trung kỹ thế. Hôm nào like lại đây Trung nhở. Tương lai TFT à. Được cái ta. Kiếm súng ngon đấy nhưng mà không bằng bàn tay trận này được. Thằng Z này cũng mạnh vãi. Nghe có vẻ xương nhỉ. Đấy, anh em thấy lấy cái lõi chuẩn chưa? Gặp đúng hai thằng Zoe luôn. Anh em mình mà win được hai thằng Zoe thì đúng là cái lõi này cứu luôn đấy. Cái lõi phàm phép này này. Gặp đúng hai thằng Zoe luôn. Vẫn đeo win nổi anh em ạ, chúng nó mạnh thật. Thằng này ba lõi đánh nhau. Top, chắc là top 7 rồi. Đẹp hơn thì top 6 thôi. Hay chơi top thằng này thì top 6 rồi đấy. Ủa top 6. Đấy mình lấy lõi này rồi mà vẫn không đép được mấy thằng Zoe ấy. Em thấy đoạn bọn Zoe đoạn này mạnh không? Ba thằng Zoe luôn nhá. Một thằng này, hai thằng này, ba thằng luôn, ba thằng đều xanh luôn. Đấy là lý do mình lấy cái lõi kháng phép này ấy, mà vẫn không đủ anh em ạ, nó khỏe quá. Đấy lại gặp thằng Zoe tiếp này anh em này.
ba thằng luôn, gặp đủ ba thằng luôn. Đoạn mid game này gặp đủ ba thằng luôn, thắng được hai thằng, thua một thằng. Được. Không tệ. Không, Sinapa mạnh hơn chứ. Chết cũng phải cố nuôi Sinapa anh em ạ. Fit đồ với cái này con nào ngon hơn đấy. Fit đồ với con này. Fit đồ không ngon không? Ủa con. Fit đồ 1 ngon thua. Đổi đồ cho Cho'Gath thôi. Tao tính đổi đồ đấy, nếu mà lên được con này 2 thì đổi đồ cho Cho'Gath đấy. Cho nó cầm 3 đồ này luôn đấy chứ. Nếu mà cho cả 3 đồ luôn chứ. Đúng không? Thế cho một đồ làm gì? Thì lên được con này 2 thì đổi. Nếu mà đã cho thì cho cả 3 đồ luôn. Đi trận này bọn Zoe nó xanh quá nhở anh em nhở. Cái bài này của mình là phải thắng bọn này ấy. Không thắng nổi luôn, sợ thật. Thắng nhà này có cơ hội top 6 này. Anh nhầm top 5 chứ. Top 4 được, top 4 được. Càng thế nhở. Phải hay chứ bạn Ken ơi. Bạn thích kiếm súng cho con nào? Đây, còn thừa một cái kiếm súng đây.
chụp súng cho ấy nhá, con này nhá. Chó gắt à? Thôi chó gắt, chó gắt thì chết chết tôi đấy bạn kè đây. Lấy đồ tanh thôi bạn kè đây. Nó tanh được thì nó cũng có đam mà bạn. Úi dồi, cái gì đấy, thằng này level 9 sắp cút mẹ rồi. Úi dồi, 5.5 lên 9 full 2 sắp cút. Mình nguyên nhà tôi này rồi còn gì nữa. Đỡ sao được bài thằng này. Phải lìn 5.5 lên 9 full 2 ạ. Top 5 anh em ơi, top 5 được rồi. Bám với thằng điên. Xếp hết cỡ rồi đấy, con chó gắt của tôi đứng nhận hết đam rồi đấy. Buồn ơi chịu. Tôi xếp con chó gắt nhận hết đam của bọn đam phép rồi đấy. Thắng được round này nhưng mà cái thằng này nhiều máu quá. Thằng này là thằng lên 9 ấy các bạn. 9 full 2 rồi. Con này vào. Giờ cho mình gặp thằng Z này đi. Giờ không có thằng Z này. Việt Nam. Ngạo nghễ. Bóng quá, tôi gặp người thằng này chứ bạn, làm quả 4 hộ công đấy nhỉ. Yeah. Sao 4 hộ công mà cảm giác con chó gắt của tôi chết nhanh ấy nhỉ anh em nhỉ? Này nó có cái đéo gì đấy. Top 3 luôn à. Lên 9 đấy các bạn, lên 9 cũng chỉ top 5 thôi các bạn. Lên 9 chỉ top 5 thôi. Ờ, mày lên 9 với chúng tôi.
Trận này anh em mình đánh tình huống chuẩn chỉ quá. Lấy cái lõi Cho'Gath xong rồi đép được đoạn mid game. Đến đoạn này anh em kẹp 4 hộ công vào. Anh chuẩn chỉ quá. Không có tìm vết. Senna 3 thì top 1 được. Senna 3 mới đủ đam. Mà ăn veo quá, veo ngon mà. Có cho con mực ngon hơn con ấy chứ. Mực ngon hơn con Rammus chứ bạn. Mực nó khóa mồm được bọn carry ấy. Bạn yêu tập luyện cho chung kết thế giới này hỏng rồi. Mực ngon hơn con mực, mực ngon hơn con Rammus chứ. Ai mà chưa like cho mình xin một like với nha anh em ơi. Ủa còn 5 hộ công quên mất. Mẹ còn đấy mình bỏ qua con Vi ạ. Nhìn thấy con Vi rồi mình lại lướt mẹ qua, lướt qua đời nhau rồi. Ở đấy con Vi thay vào con này là đẹp nhất này. Anh em thấy con mực không? Bạn thấy con mực không Ken? Nó khóa mõm con này 2-3 round liền này. 2-3 phát liền này. Bạn Ken không thấy à? Đấy, con mực ấy. Nó khóa mõm con Sona 2-3 lần liền. Ai mà chưa like cho mình xin một like với nhá mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhá. Trận này hay quá, trận này top 1 thì hay quá luôn đấy. Top 1 luôn. Tỉ mỉ vãi đái. Em fit ngạo nghễ Việt Nam luôn. Đấy. Tùy bỉ và đái.